Dạ, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại trên xe của anh Sang thì chị Ni với lại chị Hồng Loan cũng về nè cả nhà. Sáng giờ thì cũng đi phỏng vấn theo quý cô chú anh chị. Bị nắng rồi cô chú anh chị ơi. Đó, có bé cầm nữa cả nhà. Tới nhà rồi mà chị đi còn like nữa chứ. Đây chị đi. Đó là chị về hello chị. Giờ chị Loan chọn sang. Mà chơi lỗ ở bên đây nè. Chạy qua chơi lại. Kiếm bùng bùng sáng giờ. Chào chị. Hỏi lên lầu rồi nhà ơi. Đây, cái con bên đây. Tài xế là chú Út hả cả nhà? Dạ chị ăn đi, không ăn đâu nha. Cứ tự nhiên đi chị. Đây, chào chú. Ôi ôi. Nay nhìn chú trẻ nha. Trẻ không? Đẹp trắng hơn nữa ta. Đẹp trai hơn nha. Ở trong quá trắng. Sao lâu ngày gặp thấy chú trắng hơn nhiều. Nửa tháng rồi. Ba tuần rồi á. Hai tuần mấy? 6 ngày. Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Thì giờ này cũng trưa cả nhà, gần 2 giờ chiều rồi. Chị Hồng Loan cũng vừa mới về cùng với anh Sang, chị Ni, bé Cầm với lại chị Hồng Ơ nữa cả nhà. Trước màn hình của chú anh chị đang thấy là chú Út, tài xế của anh Huy Sang, ca sĩ Huy Sang ấy, cô chú anh chị. Sau cái chuyến lưu diễn thành công rực rỡ ở Úc Châu, giao lưu gặp gỡ bà con cô bác ở bên đó, thì chị Hồng Loan về để chuẩn bị cho khai trương shop mỹ phẩm Hồng Loan ở số 1022 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đó cả nhà. Thì chị Hồng Loan cùng với mấy anh chị nữa, trong đó có chị Bùm Bùm nữa, cô chú anh chị thấy không, là sẽ đi phỏng vấn xin visa để đi lưu diễn ở ở Mỹ hay cả nhà. Sau khi mà giao lưu gặp gỡ bà con ở Tây Ninh nè, ở Bình Dương nè, ở sân khấu Trống Đồng nè, thì sẽ có chuyến giao lưu gặp gỡ bà con cô bác ở bên Mỹ. Em tin chắc rằng lần thứ hai đi qua bên gọi là nước ngoài á, thì sẽ thành công rực rỡ hơn nữa vì được bà con cô bác yêu thương ủng hộ quá trời luôn cả nhà. Phải nói là xin visa thì nó khó, nhưng mà nếu mà nghe đó, mà nghe được thông tin này thì chắc chắn là sẽ sôi máu cũng như nhồi máu cơ tim luôn cô chú anh chị, vì muốn cũng không được, khán giả đâu cho phép đâu cả nhà, đâu có ai mời đâu mà đi, trong khi Hồng Loan không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng mà được yêu, được mến, được quý và được mời đi giao lưu gặp gỡ nha. Và có những buổi giao lưu đó thì có những lời ca tiếng hát gửi tặng đến khán giả đó, cô chú anh chị mình thấy rất là thương cả nhà, rất là dễ thương luôn. Tuy rằng là visa cho dù nó khó khăn như thế nào nhưng mà cũng cố gắng để xin được đi gặp gỡ bà con cô bác ở bên đó.
Ngày hôm qua thì em cũng nghe thông tin đó là ngày tới đây là ngày 5 tháng 5 đó thì sẽ khai trương shop Hồng Mỹ Phẩm Hồng Loan, và cũng như là cho ra mắt những sản phẩm mới để cho bà con cô bác của mình có những sản phẩm mới về thiên nhiên, sản phẩm về organic, chiết xuất từ thiên nhiên đó, bảo vệ và chăm sóc sức đẹp, chăm sóc gia đình. Rồi thêm một chuyện nữa là mấy ngày hôm nay á là có nhiều tin nhắn và cũng như là có nhiều comment, có nhiều video nói là bà Bồn đã chuyển hẳn ra ngoài luôn cô chú anh chị. Thì đó là thông tin chính xác và sự thật nha. Thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi. Sau sau khi mà mẹ con nhà Dê đã không còn lợi dụng được bà Bồn á thì đã chuyển hẳn ra ngoài. Mẹ con nhà Dê đã cho ra khỏi cả nhà, đi ra ngoài luôn rồi. Và bà Bồn đã gọi như là độc lập, tự do buôn bán. Đó. Mẹ con nhà Dê thì sẽ làm cái công việc khác. Không biết là làm cái gì, ngoài bán bún bò thì không biết là mẹ con nhà Dê chắc có lẽ là bán hàng online. Họ bán sản phẩm gì đây? Chắc có lẽ là cạnh tranh cùng với lại Hồng Loan đây cả nhà. Còn bà Bồn thì cái miệng bà Bồn cũng như là những thông tin giá trị lợi dụng đã hết rồi nên mẹ con nhà Dê đã cho ra khỏi. Nhiều khi cô chú anh chị biết không, cái nước cờ của mẹ con nhà Dê thì cả nhà mình cũng biết rồi, có kế hoạch hết rồi, ai đi trước ai đi sau, ai còn giá trị lợi dụng thì cho ở kế bên, còn không còn giá trị lợi dụng nữa thì chắc chắn là sẽ cho ra ngoài cả nhà ha. Vào ngày 27 tháng 4 đây á cô chú anh chị mình ở Tây Ninh á thì hãy tranh thủ mua vé nha. Bữa nay là ngày 19 rồi. Mua vé để ủng hộ anh Huy Lê á, bầu show ở Tây Ninh đó cả nhà. Và cũng như là để gặp gỡ giao lưu bà con cô bác mình ở dưới đó, có sự góp mặt của chị Hồng Loan nè, bác Linh Tâm đó cả nhà và nhiều ca sĩ khác nữa. Đó. Để giao lưu gặp gỡ lâu lâu mới có một lần ha cả nhà. Đó là ngày 27 tháng 4. Sau đó sẽ là ngày 30 tháng 4 là cái lần gặp gỡ giao lưu ở nhà hát Mỹ Phước 2 ở Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Rồi sau đó chị Hồng Loan sẽ chạy show nha. Một ngày 30 tháng 4 á, là cái ngày đặc biệt mà cũng như là lần đầu tiên chị Hồng Loan sẽ chạy show nha cả nhà. Về từ Bến Cát, từ nhà hát Mỹ Phước sẽ chạy về sân khấu Trống Đồng. Sau khi biểu diễn ở Mỹ Phước xong thì chị Hồng Loan phải chạy show. Thì đây cũng như là một cái gọi là cái bước ngoặt và cũng như là cái cơ hội thử thách chị Hồng Loan, dù có khó khăn như thế nào thì em tin chắc rằng chị Hồng Loan sẽ hoàn thành cái buổi giao lưu gặp gỡ cả nhà ha. Cái chuyến đi ở Úc Châu á, thì chị Hồng Loan sẽ có một cái tinh thần vững chắc hơn, không có còn sợ sệt, không còn e dè mà cũng không còn ngại ngùng nữa ha cả nhà, rất là vững tin và cũng như là đỡ quéo hơn như nói như cái từ nhân gian của chị Hồng Loan á, là đỡ quéo hơn so với lần trước. Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh thì thời trời rất là nóng ha cô chú anh chị. À mà có một thông tin nữa nè, cô chú anh chị mình lên trang Facebook của chị Hồng Loan mình theo dõi nha. Hiện tại thì trên mỹ phẩm của chị Hồng Loan á là đã có gắn trên Shopee nè và có gắn trên Top Top rồi, TikTok đó cả nhà. Cô chú anh chị mình ai mà chơi TikTok đó có liên kết với lại cái hàng hóa bán hàng đó thì có thể bán hàng affiliate cùng với chị Hồng Loan để cùng nhau thành công, cùng nhau phát triển, là có nghĩa là bán ăn hoa hồng đó cô chú anh chị, mà bán trên TikTok đó, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đó, có nhiều người, có nhiều anh chị đã rất là thành công trên cái nền tảng là TikTok, bán hàng cùng với chị Hồng Loan. Chị Hồng Loan cũng có đẩy những cái mặt hàng lên trên đó để cô chú anh chị mình có thể cùng với chị Hồng Loan đẩy nhanh sản phẩm bán hàng và đến tay của người tiêu dùng. Những sản phẩm của shop chị Hồng Loan thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, có giấy tờ rõ ràng cũng như là có giấy của Sở Y tế được cấp phép lưu hành đến tay bà con cô bác, và đặc biệt nó là hàng chiết xuất từ thiên nhiên organic mà cả nhà, nó an toàn và bảo vệ cho sức khỏe nữa. Cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Với thời tiết khí hậu ở thành phố Hồ Chí Minh và cũng như là ở Việt Nam chúng ta hiện tại bây giờ nắng nóng như thế này á thì cái sản phẩm mà được bán chạy nhất thì em thấy có nghĩa là kem chống nắng ở bên shop Kiều Hồng Loan thôi. Thứ nhất là nó vừa chống nắng vừa bảo vệ da, bên cạnh đó thì nó còn có thêm cái gọi là tạo một lớp kem nền khi mà chúng ta đi tiệc gì đó. Đó cũng khá là hay ha cả nhà, bảo vệ da bảo vệ sức khỏe.
cũng rất là tốt ha quý cô chú anh chị. Rồi cả nhà mình chờ đợi thông tin, trong tương lai thì em sẽ cập nhật những thông tin mới gửi đến quý cô chú anh chị, và những chuyến lưu diễn và cũng như là chị Hồng Loan cùng với tất cả các anh chị sẽ đi qua bên Mỹ cùng với ai, gồm có ai thì thông tin thì em sẽ cập nhật ha cả nhà. Hiện tại ngày hôm nay thì em thấy có chị Bùm Bùm nè, anh Huy Sang nè, chị Hồng Loan nè, chị Ni nè đó, rồi chị Hồng Ơ cũng như là bé Mộng Cầm cũng có đi theo. Nhưng mà cái người mà những ai sẽ được đi qua bên Mỹ đi giao lưu gặp gỡ thì trong tương lai cô chú anh chị mình cứ chờ đợi ha cả nhà, chờ đợi kết quả và cũng như có thông tin gì đó thì em sẽ gửi cho cô chú anh chị mình xem ha. Và bây giờ thì em xin phép tạm dừng cái video này ở đây, hẹn quý cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.